thì hôm nay mình sẽ đến với nhóm kháng sinh peptide thì nhóm kháng sinh peptide là một nhóm kháng sinh được sử dụng cuối cùng để điều trị các nhiễm khuẩn nặng giống như là nhiễm khuẩn mrsa viêm nội tâm mạc do mrsa hoặc là viêm nội tâm mạc do enterococcus chẳng hạn thì um, nhóm này gồm có 3 nhóm là nhóm glycopeptide nhóm lipopeptide và nhóm polypeptide thì đặc trưng của nhóm này á là nó khá là độc thật các nhóm này khá là độc thận ngoại trừ cái nhóm này thì ít độc nhưng mà hai nhóm nhóm 1 và nhóm ba độc thật nhiều độc thận rồi mình đến với nhóm kháng sinh đầu tiên là nhóm glycopeptide thì nhóm này được sử dụng trong trường hợp nhiễm khuẩn gram dương nặng đe dọa đến tính mạng như là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng máu viêm xương tủy xương viêm màng não nhiễm trùng khớp da và mô mềm do vi khuẩn gram dương kháng methicillin. Ngoài ra thì vancomycin còn dùng đóng đường uống để điều trị clostridium difficile infection. thì các nhiễm khuẩn này á là nhiễm khuẩn gì? do staphylococcus aureus, aureus tức là tụ cầu vàng á. còn thứ hai là enterococcus thứ ba là step thì cần nhớ là đối với những chủng nhạy methicillin thì beta lactam diệt khuẩn tốt hơn là vancomycin thì nếu vậy đối với một trường hợp mà một bệnh nhân vào viện trong tình trạng là viêm nội tâm mạc do tụ cầu vàng thì các bạn nên sử dụng là vancomycin trước hay là oxacillin trước thì ở trong trường hợp này á các bạn biết là MRSA hiện nay á tức là vì, à, tụ cầu đề kháng methicillin hiện nay là chiếm khoảng 35 phần trăm cho nên ở trong trường hợp này chúng ta nên sử dụng vancomycin trước tại vì cái à, cái kháng sinh đồ á có thời gian rất lâu và chờ được kháng sinh đồ á thì bệnh nhân có thể đã chết rồi cho nên chúng ta buộc là bị điều trị thẳng cẳng nó luôn có nghĩa là dùng thẳng vancomycin luôn chứ chúng ta không thể là chơi sổ số, số với bệnh nhân được nói như anh Khánh Dương là chúng ta không thể chơi sổ số, số với bệnh nhân vì nếu chơi sổ số, số với bệnh nhân thì bệnh nhân có thể chết thì chúng ta đối với một trường hợp nặng vào viện thì nên dùng vancomycin hơn trước khi có kháng sinh đồ rồi đây là các kháng sinh nhóm glycopeptide thì thường thấy nhất là vancomycin chủ yếu Ngoài ra thì còn tecoplanin còn ba cái nhóm này này thì ít thấy tại Việt Nam. Rồi vancomycin chủ yếu để điều trị nhiễm khuẩn gram dương kháng thuốc. Phụ thì nó diệt khuẩn phụ thuộc thời gian như beta lactam, diệt hiệp đồng với amino và diệt khuẩn là chủ yếu kìm khuẩn tới với enterococcus. Phổ kháng khuẩn của nó thì nó chỉ tác dụng trên gram dương thôi, cả cái nhóm glycopeptide đều tác dụng cái gram dương thôi thì nó sẽ tác dụng như con nãy mình đã nói là staphylococcus, streptococcus và enterococcus ngoài ra nó có thể tác dụng cái con clostridium difficile nữa thì các bạn biết á trên in vitro á trên ống nghiệm á thì cái con clostridium này nó cho thấy là nó đề kháng với vancomycin nhưng trên thực tế lâm sàng là in vivo và lâm sàng thì không có hiện tượng serum đề kháng với vancomycin vì sao tại vì cái nồng độ mình uống vào nó cao hơn cái nồng độ mà trong in vitro nhiều có nghĩa là cái nồng độ vancomycin nó lên đến 1 gram trên 1 lít thành ra vi khuẩn nó không có đề kháng được. Cho nên nhìn trên in vitro thì thấy là Clostridium difficile nó đề kháng mạnh với vancomycin nhưng trên thực tế thì nó không hề có đề kháng. Thực tế lâm sàng thì nó không hề có đề kháng. Rồi dược động học. Cái thuốc này rất ít hấp thu qua đường uống. Nên dùng trị viêm ruột kết màng giả do Clostridium difficile mình đã nói rồi khi tiêm IM thì không ổn định gây ít cứng nên ít tiêm, ít dùng, hiếm dùng và người ta thường chỉ tiêm IV thôi là tiêm tĩnh mạch và tiêm trong tủy sống trong nhiễm khuẩn uh, trung ương thần kinh dược động học VD 0,68 đến 0,8 phân bố tốt đến dịch màng tim, màng ngoài tim, dịch bụng, dịch khớp, dịch não tủy khi có viêm. Có nghĩa là khi không có viêm thì nó sẽ không đến dịch não tủy nhiều. Cái này gần giống với một đặc trưng là thuốc gì? Chính là nhóm beta lactam. Ví dụ như amp ampicillin á, khi mà không có viêm thì ampicillin chỉ vào trong màng não khoảng 1% thôi nhưng so, nhưng khi mà màng viêm màng não bị viêm thì ampicillin vào đến màng não đến đến năm phần trăm hoặc nhiều hơn cho nên nó có thể trị được chung để điều trị viêm màng não thải trừ qua thận ở 80 đến 90 phần trăm ở dạng không biến đổi và đây là các thông số dự động học của nó nồng độ đỉnh nồng độ đáy đây là một kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc thời gian nhé rồi chỉ đến <laughs> nhiễm khuẩn nặng bởi các chủng vi khuẩn gram dương đề kháng với các nhóm beta-lactam hoặc dị bị dị với beta-lactam độc tính thì đây là một độc tính đặc trưng và nổi tiếng của vancomycin là hội chứng đỏ người thực ra cái hội chứng red man này có nhiều cái lắm nhưng mà nó nổi tiếng với vancomycin thì cần phải nhớ thì nó sẽ có hội chứng là ngứa đỏ ra vùng mặt cổ lan dần xuống nửa người trên và phòng tránh bằng cách liên quan vì cái hội chứng này nó liên quan đến tốc độ, độ truyền cho nên chúng ta phải sẽ phòng tránh bằng cách truyền mỗi 5 mg 100 mg phải lớn hơn 30 phút có nghĩa là truyền chậm chứ không có truyền nhanh rồi các nhóm này thì thường có liên quan đến một chuyện là độc thận tại vì nó có bản chất là peptide thì uh, tuy nhiên có một điều thế này khi vancomycin là một thuốc độc thận vẫn có thể kết hợp với aminoglycosid cũng là một thuốc độc thận tuy nhiên độc thận của vancomycin không nhiều cho nên khi mà kết hợp với ăn mà nó gây hiện tượng là thiểu niệu chẳng hạn có dấu hiệu suy thận thì chúng ta có thể quy ngay nguyên nhân nguyên nhân gây độc thận chủ yếu là aminoglycosid cho nên chúng ta sẽ ngừng amino acid, chứ không có cái vùng vancomycin. Điểm nhấn trong sử dụng vancomycin là vancomycin là một thuốc phụ thuộc vào liều dùng đối với tụ cầu MRSA hoặc MRSSA với mix. Xong lại là thuốc phụ thuộc vào thời gian đối với tụ cầu có mix. Đây là một điều rất thú vị của nó nhé. vancomycin kích thích làm dày tế bào vi khuẩn để đề kháng, vì thế nó sẽ tạo ra một quần thể thế này, à, có nghĩa là sẽ có những con mỏng và những con có vách dày khác nhau, nó sẽ tạo ra một quần thể vi khuẩn đề kháng mà có vách dày mỏng khác nhau. Đó. Đó. Rồi mình đến với nhóm thứ hai nhóm lipopeptit, đây là chất duy nhất được phê duyệt là daptomycin và thuốc này có một đặc trực trưng là bị ức chế bởi chất hoạt động bề mặt phổi nên không dùng trong viêm phổi thuốc này diệt khuẩn nhanh phụ thuộc nồng độ và nó có một cơ chế cực kỳ độc đáo cho nên nó không đề kháng chéo với bất kỳ một kháng sinh nào khác không kháng chéo với bất kỳ một kháng sinh nào khác và có tác dụng hậu kháng sinh phụ thuộc nồng độ tương đối kéo dài trong ống nghiệm đây là một cơ, cơ, chế của nó là thuốc liên kết và chèn vào màng tế bào sau đó nó sẽ tập hợp đây là chèn vào tế bào này. đây nó chèn vào màng tế bào sau đó nó sẽ tập hợp các tế tập hợp lại các phân tử đó trong màng tế bào và nó thay đổi hình dạng của màng tế bào đến đây nó sẽ thay đổi hình dạng của màng tế bào để tạo thành một lỗ hỏng và làm thoát ion của nó và khi mà vi khuẩn bị thoát ion thì nó sẽ chết. Vì thế khi mà nồng độ thuốc càng cao thì vi khuẩn bị thoát ion càng nhanh và nhiều. Như vậy là nồng độ càng cao thì vi khuẩn sẽ chết càng nhanh. Còn nồng độ thấp thì vi khuẩn sẽ chết càng chậm. Ngoài ra thì cái thuốc thuốc này á nó nó làm thế này thì nó sẽ không thuận nghịch. Cho nên nó sẽ có vi khuẩn mà muốn lăn lại á, thì nó sẽ có tốn thời gian để sửa chữa lại vì thế nó sẽ có tác dụng hậu kháng sinh kéo dài. Tác dụng hậu kháng sinh. Đây là một thử phản quen đúng không? Rồi, phổ kháng quẩn nó chỉ tác động trên vi khuẩn gram dương để điều trị cái này. Cho nên cái daptomycin á được dùng để điều trị các dòng mà nó kháng cả vancomycin, có nghĩa là vancomycin À, thứ tự mà để điều trị à, tụ cầu hoặc là liên cầu là gì? đó là đầu tiên mình sẽ dùng nhóm beta lactam sau đó thì mình sẽ dùng đến cô thì khi bị đề kháng với vancomycin rồi mình mới dùng đến các nhóm khác như là daptomycin hoặc là linezolid Hoặc là uh, Minocycline Chẳng hạn. Rồi chỉ đến Thì cũng như những cái khác thôi <laughs> Là nhiệm khuẩn da và cấu trúc da cho ram dương Mình đến nhóm thứ ba là Polypeptide Thì một đặc trưng của nhóm này là rất độc thật Rất độc thật Độc hơn cái nhóm kia nhiều Cho nên Sau một đợt điều trị á thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân suy thận nó lên đến điều trị bằng vancomycin b thì cái tỷ lệ mà sau điều trị mà bị suy thận lên đến 30% rất là cao cho nên kháng sinh này chỉ sử dụng cuối cùng thôi và kháng sinh này nó chỉ tác động trên gram âm trực khuẩn gram âm À, tính chất hóa lý hoạt tính bị giảm mạnh bởi savon amino bốn máu mũ vì thế để mà thuốc có tác dụng thì cái vết thương cần phải lau sạch lau sạch mũ các bạn thấy gần giống với thuốc nào gần với giống với trimethoprim và sulfamethazine là để thuốc cần có hoạt tính tốt là phải mình phải lau sạch mũ và máu rồi amino béo chưa nhiều chưa no nhiều amin ngoại sinh thì, thì thế phải dùng 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 sạch trộn sạch mũ chưa yeah. sự nhảm nồng độ của magie và giảm pH cũng giảm tác dụng của polymycin và colistin các kim loại nặng gây trầm hiện bacitracin có nghĩa là nó sẽ gây giảm hoạt tính hoạt tính sát khuẩn của bacitracin cần đòi hỏi có sự hiện diện của kim loại như zn cho nên dạng bào chế nó phải là bacitracin zn kẽm ngồi độc tính nhóm rất độc nên chỉ sử dụng khi không kháng sinh nào hiệu quả hơn độc tính trên hệ thần kinh và cái độc tính trên hệ quản lý thần kinh á, mình có thể phòng tránh bằng cách truyền tốc độ chậm dùng liều thấp hơn còn độc tính trên thận thì mình không thể mình chỉ có thể phòng làm cho đỡ bằng cách là uống nhiều nước thôi và quản lý nồng độ kháng sinh thật chặt chẽ Rồi mình đến với nhóm À, mình chia làm hai nhóm là gồm polymycin B và polymycin A. Colistin còn có một tên nữa. Colistin còn được gọi là polymycin e, Mycin e, Còn có tên khác ấy. Thì cái cơ chế của nó là polymycin B và colistin gắn vào receptor. Đây. Và receptor này có tên là phos min chỉ có tải trên vi khuẩn ram âm thôi vì thế nó chỉ tác dụng trên vi khuẩn ram âm sau đó gắn vào lipoprotein uh, trên màng lipid trên màng tế bào dẫn đến thoát ion giống gần giống như là uh, cái nhóm thứ hai phổ của polymyxin B và phổ polymyxin C tương tự nhau rất độc nên chỉ dùng tiêm và điều trị các chủng đa đề kháng hoặc là đề kháng hoàn toàn MD Resistant á, là Multi uh, Drug Resistance tức là kháng nhiều thuốc á. có nghĩa là sẽ kháng nhiều hơn 3 thuốc thông dụng còn PDR có nghĩa là Pan Drug Resistant Có nghĩa là kháng với toàn bộ các thuốc thông dụng Kháng toàn bộ với các kháng sinh thông dụng Thì mình chỉ có dùng để điều trị hai chủng này thôi Hoặc sử dụng ở dạng ngoài da Rồi chuyển hóa Polymyxin B là thuốc ở dạng có hoạt tính. Có nghĩa là có hoạt tính ngay, nhưng colistin là thuốc dùng ở dạng tiền thuốc. Có nghĩa là nó cần phải được biến đổi ở trong cơ thể thì nó mới có tác dụng và nó sẽ biến đổi tại thật. Thì uh, polymyxin B ít độc hơn, ít động thận hơn so với colistin nha. thì colistin nó sẽ được ở dạng tiền chất và khi được chuyển hóa qua thận nó mới được thành một chất thành chất có tác dụng rồi sử dụng cách thức liều Polymycin B và colistin không thể thay thế được cho nhau. Liều polysin B thường dùng là đơn vị, không phải là mg. Chú ý polysin B mỗi 500.000 đơn vị được pha loãng trong 300 đến 500 ml chung môi. Một liều điển hình có thể tạo thành 1 lít chung dịch. Phổ kháng khuẩn, nó chỉ tác dụng trên gram âm hiếu khí tại vì như mình đã nói cái receptor đó chỉ có tên tải vi khuẩn gram âm thôi thì nó tác dụng trên tất cả các vi khuẩn gram âm hiếu khí ngoại trừ Serratia, proteus, providencia, Morganella và uh, b. sepatia này nó không tác động trên đầu khuẩn gram âm đề kháng. Các bạn biết nếu mà nó có cùng một cơ chế và cùng một điểm tác động trên đây, cho nên nếu nó đề kháng với polymyxin B sẽ đề kháng chéo với colistin, thì nó sẽ đề kháng chéo với colistin tại vì nó cũng cùng một cơ chế mà thì đây là cơ chế là nó sẽ liên quan đến thay đổi cấu trúc của lớp lipid A và liposaccharide, lipopolysaccharide tích điện âm trên bề mặt. pH thấp và nồng độ magie thấp làm giảm nồng độ của thuốc. Hiện tại trên Việt Nam mình ít xài các kháng sinh này cho động vật á, cho nên cái trường hợp mà đề kháng polymyxin B và colistin tại Việt Nam là rất ít trường hợp. Trong khi tỷ lệ đề kháng các nước châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc thì rất cao. Như Đài Loan là 10% trăm Hàn Quốc cũng khoảng 10%. À, thì mình đọc cái nghiên cứu của Acinetobacter á. Các bạn biết Acinetobacter. Các nghiên cứu của bên Hàn Quốc và Đài Loan á. Thì cái chủng Acinetobacter. Đây là một chủng siêu vi khuẩn, siêu đề kháng. Nó được xem là vi khuẩn đề kháng mạnh mẽ nhất. Siêu nhân Acinetobacter á. Nó đề kháng mạnh mẽ nhất thì ở Đài Loan á nó đề kháng khoảng 10% ở Hàn Quốc nó cũng vậy. Trong khi ở Việt Nam gần như không tìm thấy trường hợp nào Cefuroxime đề kháng với Colistin và Pomexin B cả. Rồi phối hợp kháng sinh. Do cơ chế diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ Colistin không đối kháng với các kháng sinh kiềm khuẩn như Doxycycline, Azithromycin nhưng cũng không tăng tác dụng hiệp đồng luôn và dĩ nhiên là ở các bạn biết các các các, các tương tác á, mà nó không làm tăng tác dụng hiệp đồng hiệp đồng hiệp lực á, thì nó sẽ không được dùng phối hợp nhiều mà trên thực tế á, người ta sẽ dùng polymicolistine hoặc là polymixin B để phối hợp với nhóm beta lactam như là cả ba penem phối hợp kháng sinh đây là trên YouTube các chế độ điều trị tăng hoạt tính kháng sinh khi phối hợp trị liệu này ôi mình quên quên xóa cái này mà này colistin cộng với rifampicin thì nó tăng tác dụng nó không phải là tăng tác dụng hiệp lực à, không phải tăng tác dụng, dụng là vượt mức mà nó chỉ là tăng tác dụng cộng mức thôi giống như cái này vậy beta lactam cộng với colistin nó chỉ beta lactam cộng với colistin chỉ tăng tác dụng cộng lực thôi chứ nó không phải là hiệp lực nha điểm nhấn trong sử dụng kháng sinh đây là kháng sinh cứu cánh và là kháng sinh sử dụng cuối cùng khi mà các nhóm kháng sinh khác không còn hoạt tính, các kháng sinh khác thông dụng khác không còn hoạt tính để điều trị nhiễm khuẩn multi drug resistant tức là kháng sinh đa kháng pseudomonas aeruginosa tức là con trực khuẩn mù xanh hoặc là E. coli đa kháng này đây là uh, multi resistant drug E. coli hoặc là Acinetobacter Polymixin B có hạt tính trên con trực khuẩn mũ xanh tốt hơn với colistin và colistin là một trong hai kháng sinh hiếm hoi có tác dụng trên vi khuẩn mang gen uh, NMD1 đây là một gen siêu kháng thuốc cái gen này nó kháng với hầu hết các thuốc luôn mình đến với bacitracin thì bacitracin là hỗn hợp các peptide tuần hoàn được phân lập từ bacillus subacitracin được phân lập đầu tiên vào năm 1945 vì thế nó sẽ có tên là baci là đây tracin là lấy từ chữ traci là tên người các peptide này cơ chế hoạt động nó là phá vỡ vi khuẩn gram dương và các can thiệp vào thành tế bào và tổng hợp polypeptidoglycan rất độc thận nên nó chỉ dùng tại chỗ và thỉnh thoảng thì nó có dùng để tiêm tiêm bắp để điều trị các nhiễm khuẩn mà đa đề kháng hoặc là đề kháng hầu hết với các thuốc rồi cơ chế nó can thiệp vào quá trình sự phốt so của C15 isoprenin pyrophosphate và một phân tử có liên quan là Bactoprenon, pyrophosphat. Cả hai loại virus này đều có chức năng phân tử mang vận chuyển. Đây. Trong màng vận chuyển các khối xây dựng thành tế bào. Đây là vị trí tác động của nó. Đây là Bactoprenon pyrophosphat. Phổ tác dụng nó chỉ tác động trên vi khuẩn gram dương thôi và đây là một khoảng sinh phổ rất hẹp phổ hẹp nhé điều đặc biệt nó để kháng hiếm thấy trong staphylococcus dưới đây là mic của một số loài các bạn có thể tham khảo à, à có một điều đặc trưng á là bacitracin nó chỉ nhạy cảm với streptococcus pyogenes thôi nó không nhạy cảm với các uh, streptococcus mà gây tan huyết giống uh, pyogenic khác vì thế nó được dùng để phân biệt giữa con pyogenic và các staphylococcus khác ha. thì điều trị các bạn biết là có chế phẩm ne neosporin á. chế phẩm này thường là cái thuốc mỡ mà chữa kháng sinh được phối hợp giữa polymyxin B, neomycin và bacitracin được dùng để cho nhiễm trùng tại da và mắt cục bộ thì bacitracin cũng dùng được uống để điều trị viêm đại tràng giả mạc do Clostridium difficile và dùng để loại trừ cầu khuẩn ruột kháng vancomycin trong điều trị và sau điều trị. Thuốc hiếm khi được dùng để tiêm bắt để điều trị viêm phổi do tụ cầu và phim màng phổi ở trẻ sơ sinh vì thuốc này rất độc. Chỉ dùng khi không còn thuốc để sử dụng kháng thôi. Kháng sinh này được sử dụng trong thú y lưu ý khi tiêm bắp bacitracin thì một là chỉ dùng khi còn còn kháng sinh khác và phải theo dõi nồng độ thuốc trong máu ngăn ngừa uh, suy thận bằng cách uống đủ nước duy trì pH nước tiểu bằng 6 bằng cách cho natri carbonate cái này để ngăn ngừa suy thận nhé Nếu gặp tình trạng thiểu niệu hoặc gặp tình trạng azotemia tiến triển thì nên ngừng điều trị. Tất nhiên thiểu niệu này thiểu niệu khi mà mình còn uống đủ nước mà bị thiểu niệu á thì mình nên ngừng điều trị. Tiếp theo là bacitracin ngừng nhiễm khuẩn da và niêm mạc thì cái này sử dụng chế phẩm tại chỗ và thời gian không nên quá 7 ngày. Nếu mà sử dụng trên 7 ngày thì nên có ý kiến của thầy thuốc và sự kiểm tra lại của thầy thuốc thì bacitracin là một chất kích ứng da và có thể làm chậm lành vết thương vì thế mình không có dùng cho vết thương vô trùng nhớ vô trùng thì không nên dùng hoặc là không nhiễm trùng nặng đó, mà còn khó khác thì không nên dùng và cần hiểu rằng thì bacitracin kém hiệu quả hơn mupirocin tức là cũng là một kháng sinh và cái bôi da kiểu đó cho nên thì mình sẽ dùng mupirocin ưu tiên là mupirocin trước hơn là bacitracin và bacitracin còn có thể gây viêm da kích ứng không cần thiết nữa cuối cùng bacitracin không nên dùng cho vết thương hở và sâu vết bỏng rộng như mình đã nói rồi vì nó là một chất kích ứng da và làm chậm làm vết thương còn một điều nữa là như vậy thì vết thương hở và sâu á nó vết bỏng rộng nó sẽ lâu lành còn một điều nữa là nếu vết thương hở và sâu vết bỏng rộng thì cái diện tích hấp thu thuốc vào máu nó có thể tăng và vì thế dùng trong thời gian dài nó có thể ảnh hưởng tới thận mình xin kết thúc tại đây